Thưa quý vị, trong khuôn khổ triển lãm Việt Build Hà Nội 2023, hội thảo vật liệu xây dựng phát thải thấp và công trình nhà ở carbon thấp đã được tổ chức sáng nay. Với mục đích khuyến khích sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng phát thải thấp, xây dựng công trình nhà ở carbon thấp, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Chính phủ. Tại hội thảo, có 6 báo cáo tham luận và một tọa đàm về vật liệu xây dựng phát thải thấp và công trình nhà ở carbon thấp. Các tham luận chủ yếu xoay quanh các giải pháp cho phân khúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Đơn cử như việc ứng dụng bê tông siêu tính năng UHPC vào xây dựng nhà ở xã hội sẽ giảm thiểu chi phí bảo dưỡng, nâng cao tuổi thọ công trình, góp phần thực hiện mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030. Hay như việc sử dụng các vật liệu xây dựng phát thải thấp giúp bảo vệ môi trường, đồng thời đạt hiệu quả năng lượng cho xây dựng nhà ở và đặc biệt là hướng đến nhà ở xã hội. Thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự đều mong muốn có thể phát triển vật liệu xây dựng xanh hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời cùng chung mục tiêu để nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ nhưng đảm bảo chất lượng cho người có thu nhập thấp được an cư.